Xin chào các bạn, tôi là Mai ở cây cảnh trại hàng.com. Xin giới thiệu với các bạn, hôm nay chúng tôi vẫn trồng tiếp cái loạt sứ từ 800, khoảng 800 cây ở chậu đường kính từ 80 đến 85. Đây là những cây mà chúng tôi chuyển từ vườn kia sang. Tôi để sẵn trên miệng chậu này, để trồng cây nào thì chúng ta sẽ trồng cây đó. Lấy ít dây buộc đã. Bạn là người yêu cây, bạn muốn được giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật chăm sóc cây cảnh, hãy tham gia vào group bằng cách tìm kiếm cộng đồng cây cảnh trại hàng trên Facebook. Hãy đúp chuột vào mục tham gia nhóm để được tương tác bài viết với chúng tôi nhé. Đây là một cái cây sứ mà tôi đã cắt sửa từ mùa trước, cành lá nó đã tương đối gọn. Là tới đây trồng lại là chỉ việc sửa thêm thôi, là cây này đã có thể là thành cây gọn gàng luôn được rồi. Cái này là quả sứ rồi đúng không chú? Đúng rồi. Nếu trồng sứ hạt là người ta sẽ bách. Tất nhiên người ta sẽ chọn đây, cây này quả này đã già đã lẩy ra rồi này, nhưng hạt nó nếp. Phải chọn đây hạt đây. Những cây sứ mà là những cây sứ mà có thể nói là cây sứ hạt, từ cây sứ hạt cỡ lớn, thuần chủng mà cây to, quả khỏe, đường kính quả nó có thể dài đến trên 1 gang. À, xin lỗi, chiều dài quả trên 1 gang. Thì chúng ta có thể chọn, người ta có thể chọn lấy hạt để đem dâm. Thế nhưng thường đúng rồi, quả ở bên trong là hạt. Còn sứ ở Bắc Bộ mình thì thường vẫn trồng bằng cành. Còn sứ hạt thì chúng ta cũng nhiều lúc nhập từ Nam Bộ về cũng có rất là nhiều, chúng ta có thể lấy ra đem trồng cũng được. Nhưng sứ hạt thì nó chỉ có những cây trục thẳng thôi. Muốn tạo dáng thì nó chỉ có những tháng dáng đứng và dáng bẹ, nó không có những cái hình thẳng thủ cổ quái như là những cây sứ các chiết cành này. Thì cái cành nó khác nhau thì tự nhiên ra sau này cái dáng cây nó cũng khác đi. Đúng. Mọc cành lung tung cả. Và cái thứ hai là hình dáng thế nó không có theo một cái chân nhất định nào. Còn sứ hạt thì thường thường bao giờ nó cũng lên một cái trục thẳng. Cây gieo hạt bao giờ cũng thế, nó lên một cái trục thẳng và nó có thân bẹ và nó có củ, nó thành một cái lơm. Nó chỉ có một dáng thế thôi. Cũng ít khi sửa dáng được nó. Tất nhiên rằng là người ta sửa từ bé thì cũng vẫn được, nhưng thường là bao giờ cũng làm dáng thẳng, dáng trực. Như ở Thái Lan chẳng hạn, đến một số những cây dáng trực mà nó trông nó như cái bầu lối lên như cái bầu rượu ấy, là đều là cây từ sứ hạt cả. Còn những cây nó có hình thế kiểu như này là phải trông vào sứ cành. Thế là giờ trồng bằng cách giết dâm cành. Cây này là đã cắt sửa một lần rồi. Đúng rồi, thực ra những cây kia là chúng ta chưa sửa thôi. Tới đây vừa mà cắt cành để lấy cây con dâm và cũng vừa sửa lại. Một thời gian sau là nó sẽ gọn lại ngay thế mà. Sứ này nó phát triển cũng nhanh khi cắt cành nên nhiều lúc nếu đúng mùa chỉ có từ 2 cho đến 6 tháng thôi là nó đã ra đầy dăm rồi. Nhanh thì chỉ 2-3 tháng là đã đầy dăm, mà đúng mùa hoa thì vừa cắt dăm đi cái lẩy là lẩy dăm, là lẩy hoa luôn. Ví dụ như sứ Bắc Bộ mùa này mà chúng tôi mà cắt thì là chỉ đến tháng 8, tháng 9 là có hoa luôn. Đây, cây này là cắt mùa năm ngoái, nhưng mà cây nó cằn, nó phát triển cành hơi nhỏ, chứ nếu mà chăm được thì cành nó to ra. Thì tôi quay dễ ra để cho cây nó cân đối lại. Như cây này chỉnh trang lại, cắt lại này. Như cây này là gọn luôn này. Muốn gọn không có gì khó cả mà. Còn một số cây người ta để với dáng thế tự nhiên, tức là để cành ở cái dáng thế sum tự nhiên thì ít cắt. Cái này cũng là cành dài rồi đúng không chú? Đâu? Như thế này, ví dụ như cái cành này có... À, những cái trạc đấy nếu so với lại tỷ lệ của cây thì chưa phải là dài. Thế nhưng so với cái chất lượng cành là cành này nó quá nhỏ nên là nó bị dài. Sau này mình chăm nó to ra, thường thường mỗi đốt này nhiều người ta để từ 15 đến 25 phân một đốt. Tùy từng trạc. Có những trạc người ta để ngắn thì nhiều lúc người ta chỉ 7, 8 phân, 10 phân người ta cũng có thể cắt rồi, sát đây. Thế nhưng mà để cho tán nó nhỏ. Cái này rõ ràng là mình cũng không cắt cái cành này mà nó vẫn ra trạc. Đúng rồi, cũng có những cây vì cái nguồn gốc cái cành dưới này nó là cái cành khỏe thì bên trên nó tự chia trạc luôn, không cần phải xén, nó cũng chia. Chứ không nhất thiết là lúc nào cũng phải xén đâu. Có những cây nó chia ngay. Là do trạc dưới nó khỏe thì là nó khi cắt là nó chia trạc luôn. Nó tự mọc, tự chia luôn. Dây buộc mình vừa để đây. Đây rồi.
bảo cho em xin xô đất em đổ luôn vào cây này cho nó hoàn thiện luôn. Rồi để em tự lấy, bác cứ để đấy cho em một thúng là được. Đúng rồi. Phủ thế này thôi để sau này nó sụt xuống thì mình bón thêm thì mình có thể cho thêm phân bón hoặc là thêm đất mới một lượt nữa. Nếu cần thiết nữa mình có thể cơi lên, tức là mình quây lên một cái miếng tôn hay là miếng cót hay là miếng phoóc mấy gì đó để mình quây nó lên, hoặc xếp gạch cũng được. Bè nó lên cao lên khoảng 20 phân này ngang mặt gốc. Đổ đầy đất vào để nuôi tiếp tục thì cây nó sẽ phát triển to nhanh hơn. Tuy nhiên là có phần mạo hiểm vì mình phủ cái củ quá lâu thì nhiều lúc củ nó sẽ dễ bị thối hư. Còn nếu mình nổi lên rồi, tức là mình thò trơ củ ra rồi, nó thành như là cái thân cây rồi, thì cái tỷ lệ hư hỏng của nó là gần như là không có. Cây này lá nó xanh mướt hơn hẳn. Cây này nó ở cái bên vườn bên đấy, nó cũng có những cây nó ở cái vị trí tốt thì là nó đẹp thôi. Lá nó xanh mướt tươi mà lá nhỏ. Lá nhỏ là cũng là cằn đấy. Thế nhưng đúng ra thì sau này mình xén đi rồi làm bằng bonsai thì không cần lớn nữa, thì mình có để lá nhỏ cũng được. Thế còn đâu lá nhỏ là chẳng qua là nó ít phân bón, phát triển chậm, lá nó nhỏ lại thôi. Đấy, như cây này là tương đối ổn rồi. Còn như cây này là cành lá nó vẫn còn đang ở tư thế tự nhiên. Mình có thể sau này mình muốn mình có thể cắt sửa đi mà. Trông thế này thôi nhưng cắt một cái thì nó mọc cành ra ngay. Ví dụ mình cắt ở những cái vị trí thích hợp này là nó sẽ ngắn lại như thế kia, như cây bên cạnh không khác tí nào, chỉ sau một lượt cắt thôi nè. À, vài tháng sau mọc mầm ra là thành thế. Ở đây vừa có trận mưa nhưng mà cũng chỉ gọi là ướt mặt đất thôi chứ không nhiều nước, ướt tí trên thôi. Cây này nó có một cái củ nổi lên rất là lớn. Tất nhiên sau này cái phần đấy ta sẽ để lên phía trên, sẽ nuôi thêm cái bộ rễ bên nhỏ ở bên dưới để tạo thành củ rễ bàn ở dưới, nó tăng thêm lượng rễ. Chứ nếu không thì nếu mà bây giờ chúng ta mà chìm cái củ này xuống thì thực ra rằng là nó chỉ to mỗi củ đấy không thôi thì cái cây nó sẽ lệch, và cái thứ hai rằng là cái tỷ lệ bị hư sẽ bị thối sẽ rất là cao. Ta sẽ lổi nó lên thì trồng phần rễ con xuống dưới thôi. Nuôi thêm rễ con sau này nó sẽ to ra thành những cái củ nhỏ bằng tay cái, chân cái, rồi là bằng cái chén. Trông bây giờ nó nhỏ nhỏ thế thôi nhưng nuôi sau 3 đến 5 năm hoặc là lâu hơn chút nữa. Với cây trồng thì nghe vài năm thì có thể là lâu thật, thế nhưng mà nếu để nuôi thành một cây trưởng thành to thì cũng không có gì là lâu cả, vì có những cây sứ phải nuôi đến mười mấy năm. Như cây này được bằng đây nó cũng đã mất mười mấy năm rồi. Giờ nếu muốn nó to thêm thành mấy chục năm thì nuôi thêm mấy năm nữa, đối với bộ rễ nhỏ cũng không có gì là lâu cả. Đúng rồi, cái dòng sứ bằng cành dâm này thì nó thường là mỗi cây một dáng. Tất nhiên sau khi sửa chúng ta cũng tạo lên một số những cái dáng chung, có thể là sum chẳng hạn, thế sum đứng hoặc sum siêu
đa phần là sứ là chơi sum để lấy cái lượng cành răm nhiều để chơi hoa. Thế thì hiện tại vườn cũng chưa có mấy, tới đây cũng sẽ cố gắng tạo một số cây thành dáng thế. Ở nguyên trên chậu này chọn những cây nó có dáng thế thì ta chọn ta làm. Sau khi nó thành dáng rồi thì ta có thể chuyển sang cái chậu thích hợp. Ví dụ từ chậu tròn này mà để ở chậu tròn thì cái cây nó không hợp nữa, chuyển sang chậu vuông, chậu chữ nhật. Tùy theo cái hình dáng thế cây khi ta làm. Cái này trông như là cũng đã xén tỉa nhiều. Đúng rồi, cây này trước đây cũng đã xén rồi đây. Thế nhưng mà nó chưa lên được. Chắc là bị thối. Đúng rồi, thối cắt thối nhưng mà vẫn không vấn đề gì. Đây nó lại mọc mầm ở tới đây nên ngay không sao cả. Như này cắt là thối cái cành con thôi. Không phải đâu, đây nó ở trong đất nó thế thôi, hoàn toàn không vấn đề gì. Khi ở trong đất thế thôi, lổi ra ngoài lâu ngày thì nó giống màu thân. Chứ ở trong đất thì nó chỉ lâu lâu đen đen đấy, tôi rửa sạch đi thì nó sẽ trắng ra một chút. Nhưng mà mình nhiều vườn rộng nên là không có thời gian để rửa rễ. Rửa rễ thì nó trắng ra thôi chứ thực ra là cũng không cần thiết lắm. Nếu có ít, số lượng ít thì ta cũng làm, nhưng số lượng của mình nó nhiều quá. Nếu mà đem đi rửa hàng nghìn cây này, chỗ treo lên thì không biết để đâu nữa. Mình chỉ có thể là nhổ lên để cho nó đủ héo đi, để cho nó không bị thối hỏng thôi, lại trồng lại. Lên thẳng đúng rồi, cây này đã từng cắt để tạo dáng rồi đây, thế nhưng mà nó chưa thành công do là nó không lên được. Tới đây mình sẽ chăm nó lên lại và sẽ sửa lại, vẫn để nguyên những cái chạc đã cắt, mình sửa những cái cành con này đi và dựng lại cho nó lên được thôi là được.